bà tên là yeah. Má cho ăn cốc là uống giờ này uống no rồi các bạn. Các bạn ơi, nước rau má mình thích lắm các bạn ạ. Mình cầm máy quay không chịu nổi phải cho em mình ra các bạn ạ. Đấy. Quay mình ăn bánh gì nhá. Đấy. Đấy. Mình mời các bạn nhá. Đấy, uống cốc ra nước rau má. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình uống nước rau má các bạn ạ. Ngon quá. Em mời cháu. Dạ con xin. Ui ôi, ngon quá các bạn ơi. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một cốc nước sinh tố rau má siêu to khổng lồ để gia đình bà cùng các cháu thưởng thức nhá. Thì hôm nay tiết trời nó rất nóng các cháu ạ. Thì bà làm để thưởng thức uống vào cho nó mát, giải nhiệt cơ thể các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của cốc nước sinh tố rau má này. Bà chuẩn bị rất nhiều rau má luôn đây này đấy các cháu ạ, rất ngon. Các cháu ơi, đây là rau má ta nhá, chứ không phải rau má lai đấy. Đấy, rất ngon, bà rửa sạch nó, rau rửa nước muối, nó ráo nước rồi đấy, sạch rồi đấy. Thì bây giờ đây là các cháu này, bà còn chuẩn bị đỗ nhỏ này, đỗ nhỏ đấy, bà rang rồi đấy, thơm lắm các cháu ạ, ngon lắm. Để cho vào cho cốc nước sinh tố rau má nó thơm ngon. Đây là một hộp sữa đặc đấy, bà cho thêm một hộp sữa đặc này. Còn đây là nước cốt dừa này đấy. Còn đây là 3 cân đường các cháu ạ. Đấy còn thiếu 2 cân nữa. Thì sao bà lại chuẩn bị thêm. Thì các cháu ơi, trước tiên làm một cốc nước sinh tố rau má thì bà có rang đỗ đây rồi. Thì bây giờ bà đi vo đỗ nhá, sau bà đổ vào vào bung dừ lên nhá. Sau bà cho vào để nguội, bà cho vào xay này. Và bà bước tiếp theo bà lại đi băm rau má, bà lại cho vào xay nhá. Thì các cháu ạ, hôm nay cái cốc nước sinh tố rau má chắc là vất vả nhất là công đoạn xay các cháu ạ. Mà rửa cũng vất vả, bà rửa rất lâu mới sạch đấy, rửa phải hết hàng khối nước mới được. Rồi bây giờ bà đi thực hiện luôn nào, bà đi bung đỗ, vo đỗ, bung đỗ nào. Đây à, các cháu ơi, đây bà nhóm bếp, bà đặt bếp rồi đây các cháu này, lồi nước này đây. Rồi đấy, đỗ bà vo rồi đây các cháu nào. Bây giờ bà đổ đỗ vào nhá, bà bung nhá. Rồi bà bung lấy đổ đấy, cho nó lở ra, bà để nguội, bà cho bà xay rồi. Các cháu ơi, bây giờ bà đi băm rau má nhá, bà băm nhỏ cho vào xay cho nó dễ nhá. Hỗ trợ máy các cháu ạ, không khéo thì cháy máy. Nào bây giờ bà băm đấy, các cháu nhìn thấy bà chuẩn bị rau má ta đấy, có được không đấy, rau má ta đấy các cháu ạ. Rau má này thì cái màu xanh nó sẽ không đẹp, không xanh lắm nhưng mà nó thơm hấp dẫn. À, bà băm này. Băm càng nhỏ xay càng dễ các cháu ạ. Ui gió quá, băm phải cái nào bay hết. Các cháu ơi, cái cốc nước sinh tố rau má hôm nay của bà băm cái số món rau má này hơi mệt đấy các cháu ạ. Bà làm rồi, bà lại mời tất cả các cháu tới đây uống với mấy bà cháu nhà bà nhá. Đấy, cái món rau má này hôm nay các cháu ạ, uống vào là giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Các cháu ơi, đây bây giờ bà hót ra cái chảo này, xong bà để vào xay này. Các cháu ơi, bây giờ nó nhiều quá nên là bà xay rau má trước nhá, còn đỗ bà để nó nguội đã xong bà mới xay sau nhá. Thì bây giờ bà xay trước. Thì bà này cốc của bà đây các cháu này đấy. Đổ lọc với lại đấy, bà xay xong bà lọc luôn. Nào, bây giờ bà bắt đầu xay nào các cháu nào. Đấy, bà bỏ rau má vào đây. Không biết xay có nhanh không. Rồi. Bà có chuẩn bị cả nước sôi để nguội nữa các cháu ạ. Đấy, bà đổ vào. Các cháu ơi, hơi lâu các cháu ạ, hơi lâu. Ôi giời,
Ra bây giờ bà lọc nhá. Đấy, thôi cháu ạ, cái vị rau má ta nó màu này này, đấy. Úi dồi. Ôi, cháu nhìn chưa? Nó không được xanh lắm các cháu ạ. Đấy. Rồi, bây giờ bà xay tiếp. Bà xay tiếp các cháu ạ. Thôi cháu ơi, đấy bà lọc tiếp này. Rồi. À, các cháu ơi, đấy bà đang xay nó cháy bố mất máy rồi các cháu ạ. Nó cháy mất máy rồi. Thì trong khi chờ đợi con bà đi mua máy thì bà lại bắt đầu đỗ nó cũng dừ ở đây các cháu nhìn này. Ua. Đấy. Đỗ nó dừ ở đây, đỗ dừ đó. Đấy, đỗ dừ rồi. Thì bây giờ bà bỏ nước cốt dừa vào, bỏ sữa, bỏ đường vào nhá. Sau bà khoáng đều lên nhá. Đấy, bà bỏ nước cốt dừa vào này đấy. Nước cốt dừa vào cho nó chín bớt lên lại. Đấy. Ui. Tráng bát. Rồi, nào bây giờ bà bỏ sữa đặc vào nhá, bà cho hộp sữa đặc vào. Úi dồi. Đã. Cốc nước sữa tố của bà nó thêm một vị thơm vị ngậy nhá các cháu nhá. Đây. Bà khoáng cho nó tan ra. Rồi. À, các cháu ơi, để nó tan thế thì bây giờ bà bỏ đường vào nhá. Bà bỏ đường vào. Bà bỏ đường vào. Ui, bà bê cá 3 cân. Đấy. Nếu tí nó không hoạt bà lại đi mua lấy thêm. Rồi, bà khoáng tan cho bà khênh ra khỏi bếp để cho nguội cho bà cho vào xay. Đấy. Đỗ bà chưa xay đã lát hết này cho cháu ơi. Lát thơm lắm. Đúng không? Được. Ờ à, các cháu ơi, đây thế là bà đã xay hết rồi các cháu ạ. Ôi giời, lâu lắm cháy mất. Liệt mất bạn hai cái máy các cháu ạ. Rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ bà xay xong rồi, bây giờ bà đi xay đỗ nhá. Bà đi xay đỗ bỏ vào nữa. Này, là xong. Các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà xay đỗ nhá. Đấy, lâu nhất cái khâu xay cái rau má các cháu ở nó dai. Liền cứ máy liền lại hồi lại xay các cháu ở đây, các cháu này đấy, bây giờ bà xay đỗ này, đỗ rang này đấy. Đỗ rang bà đã nấu với lại nước cốt dừa này với lại đường rồi là đấy. Rồi. Đổ và pha ra nó ra màu này này các cháu ở đấy. Cháu nhìn hấp dẫn không? Một lốt ca này nhá là hết. Đây. Rồi. À, các cháu ơi, thì bây giờ đấy, bây giờ bà bỏ đá vào nhá là xong thôi. Rồi, bà dẹp máy. À, các cháu ơi, bây giờ bà bỏ đá vào nhá. Đấy các cháu nhìn này, đấy cái nước rau má bà xay cả đỗ vào nó lên màu này, các cháu nhìn thấy hấp dẫn không đấy? Màu xanh có đặc điểm riêng. Thì các cháu ạ, cái rau má ta này nó không như rau má lai. Rau lá ta này thì nước nó hơi thâm vì nó nhiều rễ, nhiều thân các cháu ạ. Thế còn cái rau má lai nó có lá thì nó xanh, nhưng mà để uống mà chất lượng là rau má ta này là chất lượng các cháu nhá. Nào, bây giờ bà bỏ đá vào nhá. Rồi. Xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây uống mấy bà cháu nhà bà nhá. Đây, bây giờ bà cắt đá. Đấy, các cháu bà bỏ đá. Wow. Nửa tí nữa thôi đấy, thôi. À, bây giờ bà đảo lên nhá các cháu này. Đấy. Wow, mát
luôn. Vào đâu biết đấy các cháu ạ. Tỉnh luôn các bạn ạ, đâu má mắt luôn. Hết luôn các bạn ạ. Đẹp quá. Đẹp quá. Đi trời nắng có cốc rau má đậu xanh mình cực ngon luôn các bạn ạ. Giải nhiệt. Chuẩn đấy mẹ ạ. Tiên trong cuộc đời mình uống nước rau má các bạn ạ. Ngon quá. Em mời cháu. Dạ con xin. Ui ôi, ngon quá các bạn ơi. Quá vị đỗ xanh nhưng mùi rau má các bạn ạ. Đã quá nên phải bỏ ống mút ra để uống. Nước cốt dừa luôn các bạn. Ngon thật các bạn ạ. Mát lắm các cháu ạ. Quá đã rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Đấy, mời các bạn nhá. Quá ngọt quá. Thấy người các cháu ạ. Này, đây là cốc thứ tư đấy các mọi người. Uống 5 cốc thì sẽ tính án. Uống 5 cốc lại thì thôi. Đấy, uống 6 cốc rồi nhá. Thơm mùi rau má ta ngon lắm mọi người ạ. Hôm nào mọi người cứ thử nhá. Đầu tiên mình được uống rau má kiểu như vậy. Các cháu ở cái món này mà các bác các cô mà đi lao động về mà được gốc của tính người lại đi cung ruộng về nữa các cháu ạ. Được rồi, chai rau má này mà tu thì thôi. Rồi, mời cháu. Xin ạ. Cháu bóc vào múc không? Thôi, một cốc cuối cùng nhá. Xấu hổ quá, nhưng mà ngon lắm mọi người ạ. Cháu ở Thái Bình ơi. Linh Bình mà. À đâu Linh Bình. Thái Bình sẽ cho mình. À, bà múc cho cháu nhá. Nào, bà măng ca đây, măng ca đây. Mình nghe bảo Linh Bình hay uống rau má nhưng mà uống rau má không nhá. Chứ uống rau má đậu xanh đâu mọi người ạ. Nhưng mà hôm nay ngon lắm. Nhớ mẹ nhá, cho bà con nhá. Này, cô đi sau đồ nhá. Xin dạ đi. Đi. À, các cháu ơi. Đây, thế là mấy bà cháu nhà bà không uống được cái hết được cái cốc nước à, để sinh tố rau má này các cháu ạ. À, đây vẫn còn nhiều lắm thì à, bây giờ bà đã ở đây thì mấy bà cháu nhà bà lại uống tiếp nhá. Rồi thì bây giờ bà có khả năng là bà dừng clip tại đây cho các cháu nhá, thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bạn nhá.